giám khảo đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Mami Tóc Nâu, Mỹ Tâm. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Mỹ Tâm, em là ai mà bao chàng trai, là hưu là nai, là ai mà đôi bờ vai làm lòng ta ngây dài. Đây là một cái phiên bản phá nhưng mà rất là lạ.